Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là NMT. Và ở video ngày hôm nay thì mình sẽ chế một loại pháo sáo mà các cụ dạy. Thì nó đơn giản thôi, nó có mùn cưa này. Và đây là than, than đã nghiền ra rồi ấy. Ôi. Đó, và đây đất sét này, đất sét mình lấy ngoài vườn. Thì giờ mình sẽ trộn mùn cưa với than. Mình không biết là trộn theo tỷ lệ nào nữa, nên mình cứ bốc bừa thôi. Ok mọi người ơi, thì nó khô lắm rồi các bạn ạ. À, mình để lâu nên nó khô lắm rồi. Và tối ngày hôm nay thì mình sẽ chơi cái này nha các bạn. Rồi, giờ tối thì mình sẽ xuống cái bãi dưới đất dưới này. Nó khá là tối. À, mình xuống đây mình đốt thì nó gọi là có góc màu tối thì nó sẽ đẹp hơn. Mà mình xuống nhá. Đi, let's go. Ở dưới kia có mấy đồng minh của mình kìa. Đó, đang nói chuyện rồi này. À, cái gì? Làm video kiếm tiền thứ hai bên nhé. Phải khiêng được cái thuyền này. Đi. Cái này mình sẽ buộc tí nữa mình đốt ở đây xong mình quay như kiểu là bù nhiều thép. Còn đây mấy quả này sẽ quăng luôn này. Quả này đốt quăng này. Chân rồi, đấy có than 100%. Than với lại mùn cưa mà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em. Đúng không? Một đến sản lượng. Rồi, chỗ chỗ TV này tính trà. Rồi đó. Anh em mình vẫn đeo ở cổ nữa. Chờ xem mà quăng quả cầu cù về đẹp lên. Bắt trong nhá. Thì được. Quả cầu cù chắc được đây. Cú đoàn mã. Anh em đang ngồi sửa ấm. Cái này ở Quảng Nhân tầm độ 5 độ C. Nhanh. Tôi đi nhưng mà 1, 2, 3, 3 anh vẫn mặc quần lửng. Không sợ phép. Làm sao mà thấp vậy? Tầm 4 độ C. Đây là hot boy xăm chỗ. Sắp cháy hết rồi. Hot boy không sợ anh. Ừ. Quăng nhá, bắn chuẩn bị. Ông ấy cái gì luôn đi. 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 Con luôn đi. Có anh có đứa đâu. Ơi, có đây. Trước mình làm đẹp lắm mà. Đưa khóa đây chứ. Trước thôi nhưng mà già đã rồi. Cho ra tí thì à. Đó, quăng con đi nữa. Đấy, quay lấy. Họ còn lửa đấy. Quay ông cụ này. Đây là chế ấm tập thể à? Đây là nhiều tiếp lửa trong trời lạnh. Trời lớn mình cho cái này chỗ nó dày quá. Một tầng dây cho mỏng mỏng cho lại cho chỗ. Ông cho một yến lượng thảo cắm bây giờ cút nhé. Chỗ nhiều TV. Nó lại vá vào nữa. Có thuốc nổ vào cho. Mày cứ nói vậy nó vá vào nó lại bỏ nó vui tính. Nít. Mày. Bên rồi, quăng rồi chứ. Nít kìa, nít bỏ nít vào mặt thì enter đấy. Cái này hay. Từ, nít vào mặt là hay lắm. Trông vỏ vạch lắm. Nít. Wow. Mẹ mày hướng. Bố ơi quay tay. Đây chúng mày kể nhau à.
trông vỏ vạch lắm. Con này vướng kinh. Còn thế nào? Hôn mái không xong. Con trai này nó quay như không rồi. Ô, mày bỏ ra mày, mày bỏ ra mặt mày ra nha, mày mất con bố. Sao? Đây, đây, bỏ lên. Ê, nấu ra. Đó là cái này treo mất mặt đấy. Hôn muội. Đồ bi cái này đẹp đấy nhỉ? Đó, 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 đó. Đúng không? Ồ. 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 Đùng. Bạn thua rồi, tay rồi. Yo. Em mới là không điểm mà bảy được. Của nó không có gì chơi. Chơi ra chỉ so với bên tay nữa. À đâu. Mày đẹp hơn định nhỉ. Cái này phải không ai bù nhiều thép anh chứ. Ờ thì con nào mua bù nhiều thép. Các bạn muốn mình chơi bù nhiều thép thì bình luận bên dưới nhá. Chơi kiểu mày hay hơn. Mùa mẹ đua về rồi. Mẹ quay. Có quay đâu. Thật sự vậy, vậy hay hơn nè. Không, không chơi nữa.